thua vì đá xấu, huấn luyện viên U20 Thái Lan bị triệu tập kiểm điểm. Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Pat Kalet Romagoza đã triệu tập huấn luyện viên trưởng Salvador Garcia để kiểm điểm trách nhiệm trong thất bại của U20 Thái Lan tại giải châu Á. Tại vòng loại U20 châu Á 2023 vừa kết thúc, Thái Lan bị loại cay đắng khi có số pha phạm lỗi, thẻ phạt nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh là Syria và Iraq, qua đó lần đầu vắng mặt tại vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm, kể từ mùa 1990. Kết quả này là một sự thất vọng và nối dài thất bại của Pháp sau chuỗi thành tích bết bát của đội U19, U23 vừa qua, CM Sport đánh giá. Tờ báo cho hay, ngay sau khi nhận thông tin đội tuyển U20 bị loại khỏi giải châu Á, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Pat Kalet Romagoza đã gọi điện triệu tập khẩn cấp huấn luyện viên trưởng Salvador Garcia để trao đổi về những sai lầm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này dẫn đến thất bại của đội tuyển U20. Không chỉ kiểm điểm về thất bại, Pat còn muốn bàn về tương lai của Garcia khi huấn luyện viên này cầm đội suốt 5 năm song không mấy thành công. CM Sport cho biết thêm, riêng từ đầu năm 2022 tới nay, huấn luyện viên Garcia được giao dẫn dắt U21, U19, U20 dự các giải khu vực và vòng loại châu Á song đều không thành công. Hai thất bại khiến ông Garcia bị chỉ trích nhiều nhất là trận thua Lào 0-2 tại bán kết U19 Đông Nam Á và bị loại khỏi giải U20 châu Á. Cũng theo CM Sport thống kê, kể từ đầu năm 2022 tới nay, các đội tuyển trẻ của Thái Lan bao gồm cả nam và nữ toàn hòa và thua trước các đại diện của Việt Nam. Trong đó đáng kể nhất là thất bại trong trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 31. Cơ hội để các đội trẻ Thái Lan đòi nợ Việt Nam trong năm 2022 đã hết, chỉ hy vọng vào đội tuyển quốc gia. Khi Thái Lan và Việt Nam có thể sớm gặp nhau ở bán kết AFF Cup vào tháng 12 tới, tờ báo viết.